circle for the summer. When I'm like, boy, I got your body on my mind. You make my heart beat faster. I'll be as with disaster. Deep in my bone, I want your love, love, love. Take off your clothes, clothes, clothes. I want your love, love, love. You dream my rose, rose, rose. I want your love. Studio rồi nhé, đây căn B0703 ở đây thì chủ tư họ làm khá là thông minh. Đấy, khóa thông minh nhé, toàn bộ căn hộ một công trình đang được bàn giao ở thành phố Nha Trang. Đây là căn studio mọi người nha. Đây là phía trong phòng tắm này mọi người. Rất là đẹp không ạ? Căn studio không gian mở cho nên giường sẽ được đặt ngay vị trí này mọi người nhé. Đây giường đây. Đây là những cái nội thất mà nằm trong gói nội thất 5 sao của chủ đầu tư bàn giao cho khách hàng. Chúng ta có cái view như thế này. Căn này thì cửa hướng tây bắc, ban công view đông nam. Bên này là nơi chúng ta để cái cột nóng của máy lạnh mọi người nhé. Đây là view nhà nhìn ra biển nha mọi người. Không ăn chúng ta đó. Xe đã bay thì thiết kế hình xương cá rất là đẹp. Chúng ta có thể nhìn thấy từ phòng ngủ chúng ta có thể nhìn ra biển được luôn. Buổi sáng cái view này là view của chúng ta đây mọi người nha. Ok, ở phía trong căn hộ thì không gian làm việc bố trí ở đây. Đấy. À, chỗ này là kệ và chúng ta đặt tivi ngay vị trí này luôn. Tiếp theo là cái tủ này. Đây là những cái mà nằm trong gói tất 200 triệu mà chủ đầu tư bàn giao cho khách hàng. Đây tủ để đồ này rất là đẹp. Màu rất là sang đúng không ạ? Sạch sẽ. Phía trên là chúng ta có thể để các cái đồ mà ít dùng tới. Ok. Còn cái khu vực này chúng ta có thể để tủ lạnh mọi người nha. Tủ lạnh ngay vị trí này. Đây để nồi cơm điện này. Đây là không gian bếp, lavabo để chén và bếp điện này, và máy hút mùi ở trên này. Còn trên này chúng ta để các cái vật dụng của nhà bếp ở trên đây, tủ rất là đẹp. Căn hộ này thì chúng tôi đang muốn chuyển nhượng với giá khoảng 2,4 tỷ đồng. Hiện tại thì phần pháp lý này là sổ đỏ đã được làm và chúng ta ở như kiểu chung cư để sở hữu vĩnh viễn mọi người nhé. Chúng ta thích. Căn hộ rất là sang luôn, phóng tầm mắt chúng ta thấy view biển luôn. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu chuyển sang một căn hộ khác nhé. Căn hộ khác ở tầng 10, đẹp hơn rất là nhiều. Rồi đi xem tiếp với tôi nha. Ok các bạn, nãy lúc mình coi một căn hướng đông nam, bây giờ chúng ta coi một căn studio hướng đông bắc nhé. Đây là căn số 10 ở tầng 10, số rất là đẹp. B1010, đây anh chủ nhà, đây chị, chào mọi người này. Hello. Đây là đây là căn hộ này. Bếp nha, đây là một máy căn hộ này. Kéo xuống là nó mở này, thấy chưa? Nó kéo ra là rất là sạch sẽ và rất là đẹp. Đây là máy hút mùi mang ra. Khi mà mình đóng thì chỉ cầm ra lên là nó sẽ tự đóng. Đây là bếp điện này. Nước ngon đó. Đây là bếp từ nha. Đây.
lavabo. Trên này là các cái tủ để chúng ta để các cái đồ nội thất của bếp. Các sinh vật sử dụng bếp. Tủ này, đấy. Nó có rất là nhiều ngăn, thì mình chỉ mở một số thôi. Đây, tủ này. Rất là nhiều ngăn tủ đựng chén bát. Bên này là rất là nhiều hộp, mình chỉ mở một số thôi. Tủ thông minh đấy. Có cả hai công ty chống thủy lực như có ô tô luôn nha mọi người nha. Vị trí này chúng ta bố trí tủ lạnh ngay đây. Đúng rồi, đây là tủ lạnh. Đây là tủ đồ. Tủ đồ này có thể cho được rất là nhiều người. Nó rất là nhiều người khác. Và những cái ngang nhỏ mini ở trên. Đây là toilet nha. Toilet này. Toilet gỗ là cửa là An Cường. Đồ những cái lavabo này là hàng cốt lơ của Đức nè. Những cái đồ này là hầu như là hàng cốt lơ hết nè. Đây. Thành trí là chủ căn hộ nên nhưng mà review rất là chuyên nghiệp. Tại vì là nghe rồi. Đây là ngoài xem một chỗ này là tắm đứng. Ở dưới này là y như khách sạn luôn, còn có những cái mà học để đồ. Đó, để khăn tắm ở mặt rất là tập. Đây là cũng trong những căn mà chúng ta được bàn giao gói nội thất 200 triệu vô tư cho nên chúng ta mới có như thế này mọi người nha. Còn đây là cái bên kia. Đây cái view của chúng ta rất là đẹp mọi người ạ. Gió quá. Gió rất là mát. Ở đây hướng đông bắc nên là chúng ta có thể view được biển như thế này. Bên này rất là thoáng. Rồi thấy cái view như thế này này. Đây là núi Cô Tiên. Đây là khách sạn Horizon. Bên kia là bến du thuyền. Rất đẹp phải không ạ? Rồi quý vị khách hàng có nhu cầu tham quan và tìm hiểu về cái sản phẩm xe bay thì vui lòng liên hệ với nhà chúng tôi, có cái số điện thoại trong cái phần mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.